thưa quý vị, trở lại với chương trình Thế sự thăng trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công tu luyện thượng thừa cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn. Chúng tôi gọi là Pháp Luân Đại Pháp và quý vị thường biết đến với tên Pháp Luân Công. Khi chúng ta tập luyện pháp môn này, chúng ta sẽ có một sức khỏe rất tốt và một trình độ tâm linh rất thăng tiến. Mỗi tuần chúng tôi đều có một buổi tập luyện tại My Square Park vào sáng Chủ nhật từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa. Tất cả mọi tài liệu tu học đều hoàn toàn miễn phí. Nếu như quý vị cảm thấy hữu duyên với Pháp Luân Đại Pháp, xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua các số điện thoại của ông Andy 714-401-7373 và ông Sang 714-757-0967. Nếu như quý vị không nhớ các số phone này, quý vị có thể gọi cho Phương Thanh 714-260-7311. Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị ngay. Và tiếp đến là một phần bảo trợ và một phần thông báo của VNA TV. Thưa quý vị, năm nay là năm gọi là kiểm kê dân số. Và khi quý vị nhận được những cái đơn gửi đến nhà, thì mời quý vị ghi vào, khai, nghĩa là điền vào những cái mẫu đơn đó để gửi đi cho, và những người ở trong, tất cả trong người trong nhà của quý vị đều ghi vào, ngay cả những người thuê nhà nữa quý vị cũng ghi vào, tất cả mọi người trong gia đình đều nên kê khai, điền vào cái đơn đó. Đây là chúng ta làm một cái vấn đề kiểm tra dân số mỗi 10 năm một lần, và mong là quý vị, nếu như quý vị không làm, không biết cách làm, thì sẽ có nhân viên của chính phủ đến tận nhà để hướng dẫn cho quý vị. Hoặc là quý vị có thể vào website 2020census.gov, có phần tiếng Việt nữa, rất dễ dàng để quý vị có thể điền vào. Và xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và tiếp nối, Phương Thanh gửi đến quý vị một bản tin là nước Mỹ đã tuyên bố vỡ nợ. Mỹ chuẩn bị tuyên bố vỡ nợ đối với Trung Cộng. Các cáo buộc liên tiếp của Tòa Bạch Ốc đối với Bắc Kinh về đại dịch coronavirus đều kết thúc với yêu cầu không trả nợ Trung Cộng, chủ sở hữu lớn nhất của trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Trên thực tế, đây là một sự xù nợ có chọn lọc. Theo Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn, Bắc Kinh sẽ bị trừng phạt vì che giấu bùng nổ dịch ở Vũ Hán, gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu. Do đó cần phải không thanh toán một phần nợ của Mỹ do Ngân hàng Trung ương Trung Cộng nắm giữ. Bà được Thượng nghị sĩ nổi tiếng Lindsey Graham ủng hộ. Graham nói Fox News hôm thứ Hai rằng đây là đại dịch thứ ba bắt đầu từ Trung Cộng, xuất phát từ những ngôi chợ bẩn thỉu nơi chuột, rơi và khỉ bị nhiễm virus, sau đó lây nhiễm sang người qua thực phẩm. Thế giới nên lập hóa đơn cho đại dịch và đẩy Bắc Kinh vào ngã rẽ lớn, và tôi muốn bắt đầu xóa một phần nợ của Mỹ trước Trung Cộng, bởi vì chính họ cần trả tiền cho chúng ta, chứ không phải Hoa Kỳ cần phải trả cho họ. Và ông Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng tuyên bố là Mỹ sẽ không bao giờ quay lại tài trợ cho WHO cả. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói cho dù WHO có thay đổi lãnh đạo đi chăng nữa, Mỹ vẫn có thể sẽ không bao giờ quay lại tài trợ cho tổ chức này. Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News ngày 22 tháng 4, thì Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói, tôi nghĩ chúng ta cần đánh giá thực sự nghiêm chỉnh về WHO và điều chúng ta cần làm để khắc phục. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ nhấn mạnh thêm, chúng ta đã cải tổ tổ chức này năm 2007, do vậy, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phải đối diện với những khiếm khuyết của tổ chức này. Một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, chúng ta cần cải tổ hệ thống đối với WHO. Và thưa quý vị, đây là những cái điều mà Phương Thanh thấy là nên ủng hộ, là tại vì những chuyện xảy ra chúng ta đã đều biết hết trước rồi, và đây là quyết định Phương Thanh thấy là Phương Thanh rất ủng hộ cái những cái quyết định này. Và một bản tin nữa Phương Thanh muốn gửi đến quý vị, 419. Bản tin này chúng ta vô cùng khó chịu. Tức là hành khách đại tiện ngay trên ghế máy bay. Và thưa quý vị, đây là dĩ nhiên quý vị biết là hành khách nào rồi. Chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua, tất cả mọi chuyện, những hình ảnh này ghê quá. Và những du lịch tàu cộng phải nói là không thể tưởng tượng được cái sự vô văn hóa, vô giáo dục và lại có thể đi mà lan tràn khắp cả các nước trên thế giới như vậy. Mặc cho tiếp viên hàng không và các hành khách khác van xin và nài nỉ, nhưng một gia đình vẫn để mặc con mình đi đại tiện ngay trên ghế. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khắp cabin khiến nhiều khách du lịch phẫn nộ. Hình ảnh gia đình để con đại tiện trên ghế máy bay được một hành khách ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Đây là câu chuyện có thật xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines từ Bắc Kinh đến Detroit, Hoa Kỳ. Những du khách trên chuyến bay này cho hay có một đứa trẻ mới biết đi, người Trung Cộng đã đi vệ sinh ngay trên ghế máy bay. Các hành khách và tiếp viên đều khuyên gia đình đưa đứa trẻ này vào phòng vệ sinh chung. Nhưng gia đình này vẫn để mặc cho con họ đại tiện ngay tại chỗ. Họ còn thậm chí trải báo ra ghế để đứa trẻ đi vệ sinh được thoải mái. Hãng hàng không Delta Airlines cho biết vì không có luật nào cấm người đi tiểu tiện trên ghế, nên họ đành bó tay với gia đình này khi mùi hôi thối tràn ngập cả chuyến bay. Được biết, rất nhiều hành khách tỏ ra khó chịu và bất bình khi phải chịu đựng mùi hôi thối này. Và quý vị biết là Phương Thanh không hiểu tại sao những nhân viên ở trên cái chuyến bay này họ lại có thể dựa trên đó là luật pháp không cho phép, nhưng mà đây là vệ sinh chung và mình phải tôn trọng những người khác ở trên ấy chứ. Nếu như là luật pháp của nước Mỹ không nói đến vấn đề đó thì ở trên chuyến bay đó và cái hãng hàng không Delta Airlines này phải có những cái luật lệ riêng của mình chứ. Tại sao lại để cho nó lộng hành đến độ như vậy? Đây là vấn đề cả một chuyến bay như vậy, nó hôi thối bẩn thỉu như vậy mà những hành khách làm sao chịu nổi? Cứ để tụi nó không có một cái, hoặc là đuổi nó xuống khỏi máy bay, hoặc là đình chỉ, hoặc là làm một cách nào đó. Tại vì nhập ra thì tùy tục, đáo giang tùy khúc. Khi mà nó vào nước Mỹ, nó lên cái máy bay của Mỹ, của nước Mỹ này và đi như vậy thì nó phải tuân theo tất cả những luật lệ, và đây là vấn đề vệ sinh chung và đây là cái là lịch sự tối thiểu của những người khi mà đi ra ngoài mà tiếp xúc với những người khác. Chúng ta không có cách nào để có thể phê bình được. Vâng, thưa quý vị, theo một cuộc thăm dò ý kiến mà dân Thái Lan cho biết là họ đã coi cái đám du khách tàu này là những phiền nhiễu cho thành phố. Người Thái Lan rất là ghét những cách hành xử của những toán khách người Hoa này, rồi Hồng Kông, rồi Singapore, rồi các nơi ở bên Đức, bên Ý. Nhớ là nơi nào có những vết chân của du khách tàu cộng là họ đều than phiền, ngay cả sang Nhật cũng vậy. Khi mà quý vị biết người Nhật họ, nước Nhật họ rất sạch sẽ, rất vệ sinh, mà bọn tàu này nó nhảy lên trên những cây hoa anh đào của họ, khắc chữ rồi làm tất cả, rồi những cái chỗ là những kỷ niệm của người ta tôn trọng, người ta chỉ đi ngắm thôi, thì nó nhảy vào rồi nó khắc chữ ở đó. Rồi khi đến Thái Lan thì ngồi ở trên phi trường á, ở chỗ phi trường là nó treo những cái quần áo lót rồi phơi ở trên đó, phải nói là vô cùng mất vệ sinh và vô cùng bẩn thỉu. Chúng ta không thể nào, bây giờ nếu mà thực sự nước Mỹ này nói là nước Mỹ này, mà nếu mà người ta nói rằng nếu mà không cần phải là Việt Nam nữa, Việt Nam thì đã chịu đựng từ bao nhiêu lâu rồi, nhưng mà nó qua Mỹ này nó làm những cảnh đó, chúng ta cũng thấy là chết chắc luôn, không thể nào chịu nổi. Và nó cứ không, nghĩa là khi mà đi du lịch, không biết tại sao bây giờ nó lại đi du lịch nhiều như vậy, rồi các nước cứ nhịn nhục những người mà có thẩm quyền thì họ cứ để cho đi du lịch vào, bởi vì nó đi du lịch rất đông và đó là những cái lợi tức mà họ có thể nhận được. Nhưng mà dân chúng hoặc là những người phải phục vụ những du khách này, họ cảm thấy họ chán ngán và họ khinh bỉ đến tột cùng. Thì cho nên cái này quý vị biết, đến giờ phút này thì tất cả mọi người dân trên thế giới đều rõ mặt bọn tàu cộc từ mọi phương diện. Không phải nói là, đừng có nói là không có, mình không có thể ngoại trừ cái gì cả. Thành thử ra sau cái vụ đại dịch này, Phương Thanh nghĩ là bọn tàu cộng này sẽ phải trả một giá cho nó xứng đáng, vô cùng kinh khủng. Thành thử ra chúng ta nói quá như thế này thì nhiều người nói là tại sao mình ác độc, mình kỳ thị những người mà người tàu ở tại đây. Họ lên tiếng, họ bênh vực, họ nói là Phương Thanh cứ đưa những cái tin này lên, mà đây là tin này cả thế giới biết, không phải là một mình Phương không kỳ thị gì cả. Mình nói sự thật, nếu mà họ cảm thấy là họ xót xa họ gì đó thì họ về họ bảo nhau, đóng cửa bảo nhau để mà có thể làm được đi. Ngay cả chính người Hồng Kông, ngay cả người Đài Loan, người Macau, người Singapore là những người, phần nhiều là những người tàu, họ đi quãng đường họ sống, đó là những người mà cùng một gọi là một đất nước với họ, mà họ còn cảm thấy chán ngán và họ cảm thấy khinh bỉ, huống hồ gì các nước khác không thể nào chịu nổi. Và một bản tin nữa, số 47, mèo đen được chế tạo thành bột nhão và được bán như là thuốc trị coronavirus tại Việt Nam. Kinh khủng quá, thưa quý vị.
Các nhà hoạt động vì quyền động vật cho biết, tại Việt Nam, mèo đen đang được đun sôi, lột da, nấu chín, sau đó được chế biến thành bột nhão và bán dưới dạng thuốc trị coronavirus. Tổ chức từ thiện No to Dog Meat cho biết hoạt động này tập trung ở thủ đô Hà Nội của Việt Nam và những chai thuốc mèo đang được bán trực tuyến. Một bức ảnh cho thấy một em bé đang được đút cho ăn loại thuốc này. Các cảnh quay được thực hiện bởi các nhà vận động cho thấy từng hàng xác mèo chết đang được phơi khô dưới ánh mặt trời sau khi bị giết. Và một video khác cho thấy một con mèo sống được đặt trong nồi và bị đổ nước sôi lên người. Nhà sáng lập tổ chức No Meat Dog, Julia de Cardenet, nói rằng cô hiểu mọi người trên toàn thế giới đều đang sợ hãi vấn đề virus Vũ Hán, nhưng điều này không thể bào chữa cho sự tàn ác khủng khiếp mà một nhóm người đang gây ra cho những con vật không hề có chút tự vệ này. Cô cho biết không có bằng chứng nào cho thấy việc ăn thịt mèo chữa được coronavirus, và ngay cả khi có thể chữa được thì cách đối xử vô nhân đạo này là một sự tàn nhẫn không thể chấp nhận được ngay cả đối với những người ăn mặn. Theo tờ Metro đưa tin, ở Trung Cộng cũng vậy, trong bối cảnh đại dịch coronavirus đang lan rộng, lại có tin đồn rằng thuốc cưng có thể truyền bệnh. Điều này dẫn đến việc nhiều người cũng như nhà cầm quyền vây bắt động vật và giết chết chúng. Và thưa quý vị, cái người dân họ rất tin tưởng và họ ở Việt Nam cũng như ở bên Trung Cộng, họ ăn tất cả những thứ gì có thể nhúc nhích được. Có nghĩa họ nghĩa là càng lạ thì họ càng thích. Sau này chúng ta mới thấy là những người dân sống ở trong chế độ Cộng sản Việt Nam đó, họ ăn những con, họ giết khỉ, họ ăn một cách dã man những cái con gì mà mình từ xưa mình không nghe tiếng mà mình cũng không biết, chẳng bao giờ ăn tới, họ cũng vẫn ăn. Họ ăn một cách gọi là say sưa hứng thú và họ phải hành hạ con vật đó trước khi ăn họ mới thỏa mãn được. Phải nói là người ta họ là người nhưng mà phải thỏa mãn cái thú tính của họ. Họ ăn mà họ thưởng thức mà họ làm sao mà con vật đau đớn. Có những hình ảnh Phương Thanh thấy được một người phụ nữ của không Á Châu, không biết của Phương Thanh không nhớ rõ, tại vì coi mà coi lại nửa sợ quá lại cũng không dám nhìn cho rõ, không biết là đó là một người đàn bà Tàu hay Việt Nam thì không biết, nhưng mà họ bỏ con chó vào trong một cái nồi, họ nấu bỏ nước sôi đó, họ cứ nhúng, họ cứ ấn con chó xuống mà nó gọi là họ luộc nó một cách dã man như vậy, xong họ đứng họ cười, họ cảm thấy con chó mà càng đau đớn càng la thét, nghĩa là càng hét lên, rú lên bao nhiêu thì họ càng sung sướng bấy nhiêu. Thì chúng ta thấy là cái sự dã man của họ không còn có thể nói được, họ đã bị ma quỷ nhập vào rồi chứ không phải là còn là tính người nữa. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt.